À, bạn biết có nhiều kẹo Mickey Mouse quá nhỉ? Bạn biết có mấy màu kẹo Mickey Mouse đẹp thế con nhỉ? Mình có màu đỏ, mình có màu xanh, mình có màu hồng, mình có màu vàng. Đẹp quá bạn biết ạ. Bạn biết có một quả bóng phát sáng này, một cái con quay này và rất nhiều kẹo mút bạn biết nhỉ? Bạn biết như nào nhỉ? Bạn biết tay như lại để xem nào. Bạn biết phải quay mạnh lên. Bạn Mickey màu vàng nha, xin chào bạn, xem bạn mang tới bất ngờ gì tới cho chúng tớ nào. Bạn biết cũng là một cái đồ chơi nhỉ, giống con quay sao bạn biết ạ? Con quay này có dây các bạn ạ, chứ là bạn biết biết chơi cái này không đây? Rồi bạn biết để mình đấy, bạn biết xem trong đấy còn có cái gì không? Bóng phát sáng nữa nhỉ. Thế này tối mất điện thì chúng mình đập thì nhà sáng lắm đấy. Sáng lung linh nhỉ. Thế còn cái gì nữa kia bạn biết? Mickey Hồng nha. Chào các bạn. Xem là bạn mang tới điều bất ngờ gì cho chúng mình nhé. Wow, các bạn ơi, các bạn nhìn xem. Có những cái gì trong đấy đấy bạn Mỹ? Đúng rồi, một con quay màu hồng rất là đẹp bạn biết nhỉ? Đúng. Với cả một gói kẹo rất là to đúng không bạn biết? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái kẹo này con định chảy nước ra. À đúng rồi, gói kẹo kia là người ta để lâu quá nên là chảy nước đúng không? Này không định để lâu. Đúng rồi, thì gói kẹo chảy nước là mình phải bỏ đi nhá, không dùng được các bạn ạ. Bây là chị của Phú.
Không còn sáng nữa rồi. Vậy là chị cũng biết. Vậy là chị cũng biết. Tại bạn biết sáng nhỉ? Biến một cái là hết sáng luôn đúng không? Chỉ nhìn thấy kẹo thôi. Sẽ có gì bất ngờ nào? Lạ là một con à, lại là một cái quay dây hả? Cái này là màu khác nhau rồi. À đúng rồi, cái lúc trước màu vàng, cái này xanh lá cây con nhỉ? Vậy là bạn Mỹ đã bóc xong hết cả 4 cái kẹo Mickey rồi các bạn ạ. À. Nào các bạn Mickey ơi, giờ mình cùng liên hoan kẹo nhé. Bạn Mỹ với các bạn Mickey Mouse tha hồ liên hoan kẹo nhỉ? Nhiều kẹo quá. Vậy là bạn Mít đã bóc xong 4 chiếc kẹo Mickey Mouse rồi. 4 cái kẹo Mickey Mouse thật là đáng yêu đúng không các bạn? Có màu đỏ, màu xanh lá cây, màu hồng và màu vàng. Bạn Mít thích cái kẹo Mickey Mouse màu gì con nhỉ? Mình thích màu hồng. À, bạn Mít thích cái kẹo Mickey Mouse màu hồng. Thế còn các bạn thích kẹo Mickey Mouse màu gì hả các bạn? Các bạn hỏi trời, bạn Mickey Mouse có đẹp không? Các bạn hãy nhớ các bạn.